chỉ có mỗi các chị là đều đã cưới là như vật cưới phải không ạ? Chính là ngon lắm. Ba mẹ anh chị cũng không bao giờ là nhắc chuyện cưới cả, bây giờ mới cưới là chỉ là ví dụ là nhắc nhẹ là anh chị mình có con hết rồi đó, giờ tới mày đi mất công sau này chị nhẹ ra mẹ có công được nữa là đó mình đang tị, chứ không có ép chuyện cưới hay là gì á. Xin cảm ơn chị Ngọc Trinh. Và bây giờ thì sẽ có câu hỏi dành cho chị Diễm Nhi ạ. Dạ chị Diễm Nhi ơi, trong một phim của chúng ta thì chị cũng bị ép cưới và còn có rất là nhiều bạn đấu khẩu cực liệt với ông nội của mình là những viên trí tài nữa. Thì nếu mà chị sẽ làm gì nó phải nhìn của mình ép cưới như là nhân vật hiền trong bộ phim hả? Bỏ nhà ra đi. Chị sẽ đi vội. Trước hết thì Diễm Nhi xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian giao lưu cùng với Đàm Phim Huy Đại Náo. Ở đây các bạn nào đã coi Phim Huy Đại Náo chưa? Các bạn nào có hai lần không giơ tay lên? Nếu có một lần mà la thật to, cảm ơn rất là nhiều. Chắc chắn là sẽ đi coi liền ngày hôm nay luôn nè. Và nhớ là rủ bạn bè cùng đi xem nha. Và đặc biệt á, mọi người chụp hình quay clip rồi á, nhớ về ép mang tay của Diễm Nhi nha. Và khen Phim Huy Đại Náo cùng kêu gọi mọi người đi xem Phim Huy Đại Náo. Của chị Diễm Nhi trong phim á là có các công thức cưa trai độc nhất vô nhị, nên là bạn nào mà đang ấy là sắp ấy nhớ thì coi nhá. Bây giờ em sẽ được mời anh Chí Phương ạ. Anh ơi, chúng chia sẻ những bài điều muốn cùng với các bạn đây đi nào ạ. Các bạn ơi, các bạn chưa quen xem phim đúng không? Các bạn quen ai đó? Thấy các bạn ngơ ngơ nghi rồi. Ở đây bán họ có ai vô coi phim giơ tay lên coi. Thấy cái con bị thọ dơ mà. Không phải không lẽ mình đi lộn chỗ rồi ta. Sao đây không ai coi gì vậy, buồn dễ sợ luôn. Dạ không ai là tăng tiếp cư mọi người chứ chắc không có coi ạ. Rất mong mọi người phải vô xem Vui Đại Náo sẽ thấy cái phim nó vui như thế nào, dễ thương như thế nào. Để giới thiệu mọi người cùng xem nữa, mọi người có hứa với tôi không? Dạ hứa. Dạ ơi. Cảm ơn mọi người là những người trung thực. Dạ. Dạ vậy xin được mời đạo diễn là thiện tử của chúng ta ạ. Dạ, xin được mời anh ạ. Dạ, một câu hỏi dành cho anh nha. Dạ vâng ạ. Trong bộ phim của chúng ta thì có rất là nhiều hình ảnh đám cưới miền Tây xuất hiện rất là lung linh, rất là đẹp. Để cho em hỏi là tại sao lại lựa chọn cái hình ảnh đám cưới miền Tây lên màn ảnh rộng ạ? À là do tại vì em thích đen, được đen hơn không sao? Dạ anh dễ thương quá, vậy là rất thôi. Dạ vỗ tay cho anh trai đây thiện viễn mày ơi. Vâng, và anh xin được mời anh Lý Minh Thắng ạ, giám đốc sản xuất của chúng ta. Thì anh ơi, theo anh thì là điểm thu hút nhất của bộ phim mà anh cảm thấy muốn chia sẻ với quý vị khán giả là gì ạ? Là phim anh có hai người đẹp, là Ngọc Trinh và Diễm Nhi. Mọi người phải đến coi trong phim, hai người này rất đẹp, rất duyên và rất vui. Đặc biệt là trong phim Ngọc Trinh và Diễm Nhi có màn đánh lộn cực kỳ hấp dẫn luôn. Rất là mong khán giả dính thời gian quý báu của mình đến để xem bộ phim Vui Đại Náo nha. Mọi người có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vâng, và bây giờ sẽ cùng đến với một phần đặc biệt nha. Dạ khán giả nào muốn đặt câu hỏi cho ta lên giùm em. Chị chưa bao giờ có tin con trai là gì, trai nó tầm tới với chị thôi. Đúng không chị? Em xác nhận đi nha. Em xác nhận chị là như vậy và em cũng giống chị. Chúng ta duyên dáng quá. Hỏi tiếp chị ơi. Ở đâu vậy bạn? Chị không có đặt cuộc mốc là khi nào lấy chồng và sinh con cả. Rất mong mọi người đặt những câu hỏi về bộ phim. Còn chuyện đời tư, mọi người có thể theo dõi hoặc trang fanpage hoặc Instagram hoặc Facebook của
kênh với Diệu Nhi thì sẽ hiểu được họ đang hình dung họ là ai. Cái này, à đó là chị này hỏi về phim đúng không? Rồi đúng rồi, hỏi về phim đi, dễ trả lời hơn. À, có ba câu hỏi nha. Quý vị ơi, mình hãy cùng quý vị nha, lấy đem xin cùng mọi chụp ảnh cùng ta làm phim nha.